Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Hẳn Computer. Ở video trước mình đã cùng các bạn đi tìm một bộ PC đẹp nhất nhưng vẫn có hiệu năng chơi game ngon trong tầm giá khoảng tầm 19 triệu đồng. Và ở trong video đấy mình đã hứa với các bạn đây chính là đánh giá hiệu năng chi tiết của bộ PC này. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đánh giá hiệu năng của PC này nhá. Nhưng mà phải qua đoạn quảng cáo ấy đã. Có cách nào không phải tự build mà vẫn có PC chơi game ngon giá rẻ không nhỉ? Có đấy, vừa rẻ vừa ngon luôn là đằng khác. Nếu như các bạn là một game thủ có hồng bao không quá lớn nhưng vẫn muốn mua một bộ PC để chiến game mượt thì hãy tới ngay Hẳn Computer để mua ngay một bộ PC HNC Professional Gaming với nhiều tên mã khác nhau như là P1, P2, P3 và mức giá trải dài chỉ từ 7 triệu cho tới 20 triệu đồng, được xây dựng bằng những linh kiện được chọn lọc cũng như là tối ưu nhất dành cho các bạn. Các bạn có thể thỏa sức lựa chọn và chiến game một cách mượt mà nhất có thể. Hãy tới ngay showroom gần nhất của Hẳn Computer để mua ngay một bộ PC gaming về với mức giá chỉ từ 7 triệu đồng mà thôi. Về cấu hình chi tiết của bộ PC này thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả của video mà sẽ không nói ra nữa bởi vì mình nói ra sẽ mất khá là nhiều thời gian của các bạn. Về những linh kiện chính mà các bạn cần phải quan tâm đấy chính là vi xử lý Intel Core i3-8001, card đoạn rời GTX 1060 3GB, ổ cứng SSD 240GB và hệ thống tải nhiệt nước Custom RGB. Nói kỹ hơn một chút về i3-8001 thì các bạn cũng đã biết đây là một món hời cực kỳ lớn cho những game thủ. Chỉ với 3 triệu đồng các bạn đã có được một vi xử lý 4 nhân thực nhá. Xung nhịp rất là cao và hoàn toàn có thể cân tốt được kể cả card GTX 1080. Nếu như các bạn chỉ có chơi game thôi thì như thế này đã là quá đủ rồi. Trừ khi các bạn có stream game thì nó sẽ là hơi thọt một chút mà thôi. Dù sao thì nó cũng mang trên mình một cấu hình phần cứng của những vi xử lý i5 trước đây. Về việc xử lý đồ họa thì các bạn không nên trông mong vào nó quá nhiều. Nó có thể làm được nhưng mà sẽ không thể nào làm được những công việc quá nặng. Game các bạn có thể chơi được những tựa game nặng, còn đồ họa thì chỉ nên nhẹ nhàng mà thôi. Kiểu như các bạn có thể chỉnh sửa ảnh sống ảo hay là những đoạn video Full HD ngắn các thứ. Nói chung nếu như các bạn chỉ chơi game hay là sử dụng một cách thông thường thì không cần phải quá đắn đo khi so với cả i5-8004 mà cứ chọn i3-8001 cho mình. Bởi vì mức giá của nó quá là tốt mà sự khác biệt là không hề đáng kể một chút nào. Còn GTX 1060 bản 3GB sao? Nó đúng là một phiên bản rút gọn của GTX 1060 6GB, nhưng sự rút gọn ở đây là một chút về nhân CUDA và dung lượng VRAM đã bị cắt giảm đi một nửa. Về hiệu năng chơi game nó vẫn tốt và quá là ngon trong tầm giá và được đánh giá là mẫu card đoạn có mức P/P tốt nhất hiện nay. Các bạn vẫn có thể chiến được những tựa game nặng ngon, có những tựa game các bạn hoàn toàn có thể chiến được ở mức là max setting luôn. Nếu như nặng quá các bạn chỉ cần hạ xuống một bậc là ở mức high setting là các bạn đã có thể chơi tốt được rồi. Việc cắt giảm VRAM chủ yếu nó sẽ ảnh hưởng tới hiệu năng làm việc của các bạn chứ hiệu năng chơi game sẽ không bị giảm đi quá là nhiều. Nếu như các bạn thường xuyên sử dụng những phần mềm đốt VRAM như kiểu là Lumion ấy thì bản 6GB sẽ tốt hơn khá là nhiều. Và đấy là với những phần mềm chuyên nghiệp. Với những game thủ thì việc cắt giảm được một nửa VRAM này thì nó không ảnh hưởng đáng kể tới hiệu năng của các bạn đâu. Lúc này chắc chắn sẽ có như bạn nói là VRAM nó rất quan trọng mà tại sao mình lại nói nó là không quan trọng. Bởi vì đúng là VRAM nó rất quan trọng nhưng nếu như các bạn chỉ chơi game ở độ phân giải là Full HD thì 3GB cũng đã là khá đủ cho các bạn rồi, 6GB sẽ là hơi dư. Tiếp đến sẽ là thành phần quan trọng thứ ba là SSD. Ở đây là SSD SATA 3 nhá, dung lượng 240GB. Nó không được nhanh như là mấy con ổ SSD NVMe đâu, mà SSD NVMe nó sẽ như là một con quái vật đẳng cấp khác rồi. Và đem ra so sánh thì nó sẽ hơi khập khiễng một chút. Nếu như đem so sánh thì chúng ta sẽ có thể so sánh với cả ổ cơ sẽ là hợp hơn. Tốc độ chắc chắn sẽ là nhanh hơn ổ cơ rất nhiều. Thế nên việc boot win, việc khởi động phần mềm hay là việc mở file lớn đều rất nhanh. Mấy file nhỏ thì có thể nói là mở trong chớp mắt luôn. Mình luôn khuyên những bạn đang sử dụng ổ cứng cơ HDD thông thường là hãy nâng lên SSD đi, bởi vì trải nghiệm của bạn sẽ khác biệt hoàn toàn và nó sẽ mượt hơn rất là nhiều. Mà cái ý nghĩa nhất các bạn có được khi sử dụng SSD đấy chính là các bạn sẽ tạm biệt hoàn toàn lỗi full disk. Lỗi này thì rất nhiều bạn đã gặp rồi và nó cực kỳ khó chịu luôn. Ở video trước mình đã hứa với các bạn đấy chính là sẽ nói một chút về lợi ích của việc các bạn sử dụng tản nhiệt nước trên bộ PC này. Lợi ích đầu tiên mà các bạn có thể thấy ngay đấy chính là nó đẹp. Nó quá là đẹp so với cả mức giá 19 triệu đồng mà các bạn bỏ ra. Khi cho một hệ thống tản nhiệt nước custom vào một bộ PC, các bạn có thể thấy ngay là nó sẽ đầy đặn hơn rất là nhiều. Nó mang tính thẩm mỹ cao hơn, rồi nó cũng mang một chút gọi là tính cá nhân hóa và nó ít đụng hàng hơn. Và thứ hai đấy chính là độ mát. Với hệ thống tản nhiệt nước custom FreeSMOS Elite RGB như thế này mà gắn lên vi xử lý là i3-8001 thì nó quá là mát đi. Mình có quay một đoạn video chơi CSGO ở đây, các bạn có thể thấy là nhiệt độ của nó rất ổn mặc dù là mình đang đóng mặt kính ở bên. Nếu như các bạn tháo mặt kính ở bên ra hoặc là gắn thêm vài cái quạt vào nữa thì chắc chắn nó sẽ còn mát hơn. Mát hơn rất là nhiều, nó hoàn toàn có thể giảm thêm được vài độ nữa đấy. Nếu như các bạn chơi game lâu với một nhiệt độ như thế này thì chắc chắn hệ thống của các bạn sẽ hoạt động rất ổn định và rất bền nữa. Nói chung các bạn có thể sử dụng nặng thoải mái một cách rất là thoải mái trong thời gian dài. Bây giờ chúng ta sẽ cùng test hiệu năng chơi game của bộ PC này. Cái chắc chắn mà các bạn sẽ quan tâm nhất, bởi vì khi các bạn bỏ ra 19 triệu đồng rồi, bộ PC này rất là đẹp đúng không? Nó đẹp như nào các bạn cũng đã biết rồi, nhưng hiệu năng chơi game của nó sẽ như thế nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng kiểm tra.
Đầu tiên mình đã test ngay với cả PUBG, tựa game đang hot nhất hiện nay, vì mình đoán trước được là mức thiết lập cần thiết của nó là 2 setting với cả cấu hình i3-8100 với GTX 1060 3GB, thế nên mình đã để ngay thiết lập ở mức là 2 setting. Kết quả thì đã đúng như là mình dự kiến, FPS trung bình của nó rất ít khi bị drop xuống dưới 60 và trung bình đạt được là 85. Mà ở đây là mình vừa bật quay màn hình vừa chơi còn được 85. Nếu như các bạn tắt quay màn hình đi thì FPS của các bạn chắc chắn sẽ còn cao hơn nữa. Các bạn hãy cứ yên tâm mua bộ PC này về để chơi PUBG. Với PUBG mình nghĩ các bạn chơi ở setting này sẽ là hợp lý nhất, vì nó vừa có đồ họa đẹp vừa có FPS cao. Nếu như giảm thiết lập đồ họa xuống thì FPS của các bạn sẽ cao hơn nữa, nhưng mà hình ảnh của các bạn sẽ xấu đi khá là nhiều đấy. Tiếp tục với một tựa game bắn súng có thể nói là nhẹ hơn PUBG, nhưng mà nhịp độ của trò chơi này thì có thể nói là nhanh nhất hiện nay, đấy chính là CSGO. Đương nhiên mọi thiết lập của mình sẽ để ở mức tối đa và lượng khung hình mà mình thu được sẽ rất là cao, đấy chính là từ 150 đến hơn 200 FPS. Nó hoàn toàn có thể đáp ứng được những mẫu màn hình có tần quét cao là 120 hay là 144Hz. Nếu như các bạn muốn FPS cao nhất có thể và để đáp ứng được một mẫu màn hình, đấy chính là 240Hz, thì các bạn có thể hạ thiết lập xuống một chút và có thể hạ thiết lập xuống thấp nhất luôn. Lúc này trải nghiệm của các bạn sẽ gọi là mượt mà đừng hỏi luôn. Chuyển qua với một tựa game rất nặng là Final Fantasy 15, thì cấu hình này nó vẫn không hề đuối khi cho điểm số benchmark ở thiết lập tối đa là 3700. Với một số điểm như thế này, các bạn có thể chơi được ở mức thiết lập tối đa, nhưng mà FPS sẽ khoảng tầm trên 30, sẽ khá là, nói chung thì với PC thì nó sẽ khá là dân. Nếu như các bạn hạ thiết lập xuống về mức trung bình, nó sẽ tăng điểm lên là khoảng tầm 5500, đủ để các bạn có được sự mượt mà trong quá trình chơi. Nhìn FPS vào lúc ban, các bạn có thể thấy là nó sẽ dao động từ 50 cho đến 60, rất là ngon đúng không? Một tựa game siêu đốt cấu hình mà đã được như thế này thì mình sẽ không thể nào mà đòi hỏi gì thêm được nữa. Tiếp đến là một tựa game không quá nặng nhưng lại được rất nhiều người chơi là Rise of Tomb Raider. Đương nhiên là mình sẽ mạnh tay đẩy mọi thiết lập đồ họa lên mức tối đa và FPS trung bình của mình thu được là rất tốt. Trung bình các bạn sẽ đạt được là 81 FPS. Với một tựa game đồ họa đẹp kết hợp với cả FPS trung bình trên 60, trải nghiệm của bạn có thể nói là phê hết chỗ chê. Mà đây các bạn hãy nhớ là nãy giờ mình luôn bật quay màn hình khi mình test nhá, thế nên FPS thực tế của nó sẽ còn cao hơn nữa. Cuối cùng là một tựa game nặng khác để vắt kiệt hiệu năng của bộ PC này. Vì mình là một con người lười chơi, thế nên là mình đã chọn Middle-earth Shadow of War để có tool benchmark. Khi thiết lập mọi cấu hình ở mức tối đa thì mình thu được FPS trung bình rất cao, nó lên đến tận là 68 FPS. Rất ngon, phải nói là rất ngon luôn. Vừa rồi mình không test qua Liên Minh Huyền Thoại hay là Dota 2 cho các bạn, bởi vì hai tựa game này nó khá là nhẹ mặc dù nó rất là phổ biến nhá. Với hai tựa game này các bạn hoàn toàn có thể mạnh tay kéo max setting, kéo mọi thiết lập các bạn có thể kéo nhá. Nhưng mà nó không bao giờ giật lag, kể cả nó combat còn lớn đến đâu nữa thì nó cũng không hề giật lag luôn. Chỉ với 19 triệu đồng các bạn đã có được một bộ PC rất đẹp, mang bên trong mình là một hệ thống tản nước custom vừa đẹp vừa mát, rồi cả hệ thống LED RGB nữa. Hiệu năng chơi game nó cũng ngon luôn, không hề ngán bất kỳ một tựa game nào. Có thể là thiết lập đồ họa của nó không được tối đa, nhưng mà gần tối đa đã là rất ngon rồi. Có thể sẽ có nhiều bạn nói là tại sao không cắt hệ thống tản nước custom đi và thay vào đó là một vi xử lý i5-8400, nó sẽ mang lại hiệu năng tốt hơn rất là nhiều. Nhưng mà các bạn hãy nhớ, với hiệu năng chơi game i5-8400 và i3-8100 nó sẽ không chênh lệch nhau quá nhiều đâu. Thế nên việc các bạn thay vào đó là một vi xử lý i5-8400 thì hiệu năng làm việc của nó có thể tăng lên, hiệu năng stream nó có thể tăng lên, nhưng mà tính thẩm mỹ của nó sẽ bị giảm đi rất là nhiều. Và hiệu năng chơi game của nó thì cũng thế thôi, nó sẽ chỉ khác biệt ở hiệu năng stream hay là hiệu năng làm việc. Và lúc này thì i3-8100 ở trong bộ PC này sẽ rất là ngon. Và với 19 triệu các bạn sẽ có một bộ PC vừa đẹp vừa mạnh để chơi game. Để chơi game thôi nhá, còn làm đồ họa thì này nó sẽ không được như là i5-8400 đâu. Vậy ý kiến của các bạn như thế nào về bộ PC này hãy comment phía bên dưới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.